Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Sau khi được ra mắt vào tháng 6 năm 2021 vừa qua, chiếc Lexus NX thế hệ mới đã được cập bến thị trường Mỹ, châu Âu và chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày hôm nay, mùng 5 tháng 4 năm 2022. Trước khi đến với những thông tin chi tiết về mẫu xe này, đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Lê Minh Thành. Nhớ bấm chuông để nhận được những video mới nhất về Lexus. Lexus NX 2022 đánh dấu chương mới thay đổi của thương hiệu Lexus, đó là dấu ấn trải nghiệm lái, công nghệ tiên tiến, điện khí hóa. NX là tên viết tắt của cụm từ Nimble Crossover, nghĩa là một chiếc xe gầm cao lanh lẹ. Tạo hình tổng thể của NX vẫn đi theo triết lý thiết kế L-Finite với những các đường cắt xẻ hình khối từ trước ra sau. Lexus NX 2022 được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản NX 350 Sport và NX 350 Hybrid động cơ chạy lai xăng điện, với giá niêm yết lần lượt là 3 tỷ 010 triệu và 3 tỷ 3. Động cơ của NX 350 Sport là loại tăng áp 2.4 lít, công suất cực đại 275 mã lực, mô men xoắn cực đại 430 Nm, hộp số tự động 8 cấp dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Bản NX 350 Hybrid lắp động cơ 2.5 lít khí tự nhiên, cho công suất cực đại là 188 mã lực, mô men xoắn 239 Nm. Động cơ này kết hợp với một motor điện gắn ở cầu sau, cho tổng công suất cực đại là 240 mã lực và mô men xoắn cực đại là 239 Nm. Hộp số đi kèm là loại vô cấp CVT và dẫn động 4 bánh điện tử toàn thời gian. Cả hai phiên bản của Lexus NX mới đều được đi kèm gói công nghệ an toàn Lexus Safety System Plus 3.0 với những trang bị mới như cảnh báo tiền va chạm kèm tính năng nhận diện cả người đi bộ và xe đạp, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ theo dõi làn đường. Bên cạnh đó là hệ thống đèn pha tự động thích ứng, phanh an toàn khi lùi và đỗ xe. Đèn pha LED thông minh, thích ứng có kiểu dáng mới, đèn định vị ban ngày nằm chung vị trí đèn pha thay vì tách rời như thế hệ trước. NX hay các mẫu xe của Lexus nói chung cho hình dung về thiết kế, đó là kiểu năng động vừa phải khi nhìn từ bên hông nhưng góc cạnh nổi loạn khi nhìn chính diện từ trước hoặc phía sau. Đuôi xe của NX mới là phần thay đổi nhiều nhất khi vuông vức hơn và giải đèn hậu LED mới cắt ngang. Cả hai phiên bản Sport và 350h đều chỉ có lựa chọn la răng 20 inch kèm lốp chống xịt, công nghệ EMT mới giống như Run Flat. Riêng bản Sport trang bị hệ thống treo thích ứng và các chi tiết lưới tản nhiệt cản trước cản sau góc cạnh hơn. Khoang lái Lexus NX 2022 lột xác so với thế hệ cũ khi các chi tiết được sắp xếp lại theo hướng tinh giản hơn và hướng về người lái. Những trang bị tiêu chuẩn ở nội thất như màn hình cảm ứng thông tin giải trí kích thước lớn 14 inch, kết nối điện thoại thông minh, lẫy chuyển số trên vô lăng, màn hình HUD trên kính lái, cửa sổ trời, điều hòa hai vùng. Bên cạnh đó là hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam, sạc không dây. Riêng bản 350h có đèn trang trí nội thất 64 màu. Ghế trên NX mới bọc da, chỉnh điện 10 hướng bản Sport và 12 hướng bản NX 350h, nhớ 3 vị trí ghế, sưởi và làm mát. Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, hệ thống âm thanh 10 loa trên bản Sport, trong khi loại cao cấp hơn là Mark Levinson 17 loa có trên NX 350h. Lexus NX cạnh tranh cùng phân khúc SUV cỡ nhỏ, nơi có các đối thủ như Mercedes GLC, BMW X3, Audi Q5, Range Rover Evoque và thậm chí là Porsche Macan.